À, xin kính chào quý vị. Hải Cao Minh đang có mặt ở một con suối trong thung lũng ở vùng Gilroy, thành phố bên cạnh San Jose, cách nửa tiếng lái xe. Chiều ngày 16 tháng 3, 2021, và quý vị nhìn trên thượng nguồn của con suối là mây vướng trên núi và tạo thành mưa. Mưa sẽ theo các ngóc ngách đổ về dòng suối này vậy. Và hiện nay mùa xuân, cây cối xanh tươi, dòng suối rất là mát mẻ. Quý vị nghe tiếng suối chảy. Và đây là về hướng hạ nguồn. À, nó sẽ đổ vô dòng sông lớn và chảy vào vùng vịnh San Francisco ra biển Thái Bình Dương nữa vậy. Thì như những clip trước, Hải Cao Minh hay nói về vòng tuần hoàn của thiên nhiên tạo hóa. Đó là mặt trời sẽ làm nước biển bốc hơi, bay lên tạo thành mây. Và mây bay dướng núi, rồi theo sông suối về dưới biển cả. Đó là vòng tuần hoàn mà Đạo Phật hay Đạo Thiên Chúa đều coi đó là cái triết lý cuộc đời gì. Và coi con người mình là rất nhỏ bé so với thiên nhiên hàng triệu triệu năm. Như vậy mình phải sống, biết mình là ai, đang ở đâu, và biết giới hạn của mình. Và mình biết được những giá trị giây phút mình hiện có, để mình bớt sân si. Mình sống chan hòa, để cuộc sống nó dễ chịu hơn. Đó, và dòng suối mang rất nhiều sỏi đá vậy. Theo hàng triệu năm của tạo hóa đó, nó bào mòn về và nó về với lại biển cả. Và cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn sáng tác rất nhiều bài hát nói về thiên nhiên, về thân phận đời người, và hay gắn liền với mây bay, gió thoảng, núi rừng, sông suối, rồi về biển cả. Và ông đưa ra những câu hát là triết lý cuộc đời. Ví dụ như là đi đâu lanh quanh cho đời mỏi mệt, trên hai vai ta đôi vần nhật nguyệt, rồi xuống trăm năm một cõi đi về. Hay là sông cạn đá mòn, rồi cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ, làm sao em biết bia đá không đau. Đó, hay là dấu chân địa đàng, những bài hát ông chạy hai đường dây. Một là ông khái quát cái vòng tuần hoàn của tạo hóa, thiên nhiên, mây trời, núi rừng. Rồi chạy đường dây thứ hai là thân phận con người, tình yêu, nỗi buồn chiến tranh, cô đơn, vân vân. Đó, thì mình đến đây mà mình nghe được nhạc Trịnh Công Sơn, Khánh Ly hát nữa. Rồi uống ly cà phê cái gì, nghe tiếng suối chảy róc rách, mình thấy cuộc đời nó vô thường, nên mình sẽ sống chậm hơn, bớt sân si hơn, thấy tự tin yêu đời hơn cái gì. À, vì nghe tiếng suối chảy không? Lạnh cái gì?
lạnh á, nhiệt độ này chắc khoảng 4-5 độ C nè. À, bởi vì thấy đá cuội này rất là nhiều màu, vì hàng triệu năm trước trên thượng nguồn núi đồi ở đây động đất rồi cháy rừng, rồi ngày xưa mới hình thành trái đất, núi lửa phun trào, đất đá dung nham, núi lửa nó làm cho những cái vật chất trong vỏ trái đất nóng bỏng, cháy và hóa thạch, cái gì hóa đá nè. Và tùy theo cái nhiệt độ mà nó sẽ ra những cái màu sắc, thì thấy có cái màu trắng nè, rồi màu xám đó, rồi có cái trái nó màu gạch nè, không. Và theo dòng suối thì nó bào mòn, nó xu hướng là nó hình tròn nãy vậy, nó bào mòn bề mặt á và nó lăn ra biển cả, là đá cuội đó. Cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn có rất nhiều bài nói về đá cuội nè, về cuộc đời nè. Mây che trên đầu và nắng trên vai, đi lên non cao đi về biển rộng, đôi chân ta đi như còn ở lại, rồi xuống trăm năm hiền bóng con người. Lời nào của cái, lời nào gọi là một chiều thật say, cuộc đời thật nhẹ ngày qua. Trong khi ta về lại nhớ ta đi, đi đâu lân quanh cho đời mỏi mệt, trên hai vai ta đôi phần nhật nguyện, rồi xuống trăm năm một cõi đi về. Vâng, tản mạn thiên nhiên suối ở vùng thung lũng ngoại ô San Jose chiều ngày 16/3/2021 quý vị. Rồi, chúc quý vị buổi chiều bình an, nghe nhạc Trịnh Công Sơn, Khánh Ly để hiểu về cuộc đời vô thường. Thank you quý vị. Goodbye.